Phải nói là cái thiết kế của Hyundai Tucson đời cũ á, nhìn nó chắc chắn cứng cáp hơn rất là nhiều luôn, đúng không quý vị? Đấy thì cùng comment cho với em coi cái hãy là bàn luận coi cái form cũ hay form mới nha, thì quý anh chị thích hơn. Đấy thì trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Tucson đời 2021. Bản này là bản tiêu chuẩn nha quý anh chị. Thì trên Tucson thì nó sẽ có bao gồm là 4 phiên bản là 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt và 2.0 dầu và 1.6 turbo xăng. Đấy thì trên con này là bản tiêu chuẩn nhất. Thì nếu như quý anh chị tiết kiệm thích sử dụng xe form dáng này á, thì nên cân nhắc chọn cái con xe bản tiêu chuẩn là đủ dùng rồi. Đấy thì trên cái bản mà cao cấp hơn thì coi nào là có cửa sổ trời, chỉnh điện ghế phụ, thì các chi tiết á, nếu như quý anh chị không cần thiết á, thì đỡ thêm cái phần chi phí mà nâng cấp hơn cũng khá khá số tiền á, khoảng vài vài chục cả trăm hơn á, cả trăm, thậm chí là cả trăm trăm hơn á, trăm ngoài nha quý anh chị. Đấy nếu sơn màu trắng nào liền lạc đồng màu trước ra sau. Thì trên bản tiêu chuẩn này chỉ được trang bị mâm 17 inch thôi. Đấy trên bản 2.0 đặc biệt thì được mâm 18 và 1.6 turbo là mâm 19. Đấy vỏ lớp là vỏ zin theo xe luôn. Đây để em tìm cái đáp niên hạn cái bánh phía sau vỏ cơm hồ. Đây vỏ zin theo xe tận thứ 51 của năm 2020 nha. Thì rất là nhiều anh chị hỏi thắc mắc à, sau cái năm 20 mà sản xuất xe 21 thì này không vấn đề gì nha anh chị, sản xuất lốp trước nhưng mà sản xuất sau á là cái niên hạn mà năm sản xuất lốp của sau á là nó đã thay vỏ rồi nha. Đấy, 4 phần đĩa trước sau vẫn đảm bảo cho an toàn cho anh chị luôn. Trên Tucson thì cho công nghệ an toàn theo xe rất là nhiều, ABS, EBD, chống trượt, độ đều, khởi hành yên dốc đầy đủ nha. Một cam lùi bốn mắt cảm biến luôn. Biển số 60 ở Đồng Nai thì bên em sẽ hỗ trợ gốc gốc sang tên toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm vào xe pháp lý. Nói về cái độ rộng rãi hay là cái khoang nội thất rất là đẹp á, thì Hyundai Tucson thì chắc chắn khỏi bà bạn rồi. Đấy rất là nhiều quý anh chị tin dùng luôn, thì và đặc biệt là cái form dáng này quý anh chị rất là thích nha. Đấy bánh xe cua thì có hạ một vài lần. Đây em kiểm tra lâm quanh mức ta hao nhiên liệu cho quý chị xem. Động cơ 2.0 thì cho ra công suất khoảng 195 mã, lâm quanh mức ta hao nhiên liệu 6 lít 6 đường ngoài đô thị, 7 lít 7 đường kết hợp và 9 lít 6 đường trong nội ô nha. Đấy cũng không khấu hao, không có hao gì nhiều. Đấy tổng thể nội thất nè. Đấy ghế da màu nâu rất là sáng sạch sẽ luôn. Xe này về là chưa spa dọn dẹp lại nữa mà, nhưng mà xe nó rất là đẹp luôn. Thì nói chung đời 2021 mà đi Euro xíu em quay cho anh chị xem, đi 2021 thì cũng gọi là đi anh chủ đi cũng tính năm nay là cũng 2023, mình tính tròn 2 năm đi đi 21.000 thì tính vào mỗi năm đi 10.000. Đấy nó chơi với em nó chơi thôi. Đầu năm nay chúc quý anh chị may mắn nha. Đấy năm mới may mắn có cửa gió đàng hoàng, cái thứ hai đấy lót sàn sàn simili trần nguyên xin. Đấy ghế rất là đẹp luôn, rất là keng. Nói chung này sau hơn một năm sử dụng thì con xe này đi chủ giữ rất là kỹ, mua bản túc cho son đặc biệt này tiết kiệm khá khá nha. Nó bảo trì bảo dưỡng thì full lực sẽ hãng luôn, rất là nhiều thẻ nhắc bảo gì bảo dưỡng mà anh chủ chưa tháo hết nữa. Đấy ô đô đây, ô đô chuẩn 21.342 km nha, mình em cam cấp bằng giấy tờ văn bản ô đô chuẩn nguyên xin nha. Đấy trên cái nhược điểm á, thì trên con này chưa được trang bị cho mình là cờ vui cành tròn và đặc biệt là trên phiên bản này chỉ có hai túi khí thôi. Đấy tà lái và lăng nhưng mà vẫn đảm bảo cho mình là đầy đủ ba chế độ lái nha, đi rất là êm luôn. Đấy điều hòa vẫn là điều hòa tự động và đèn nổ start top nha. Đấy màn hình zin theo xe thì hầu như là đủ dùng rồi, trên Tucson em thấy là màn hình zin là đủ dùng rồi, nào là nghe nhạc đồng thoại gánh tay, map dẫn đường đầy đủ luôn. Đấy xem phim lướt web thoải mái vô tư. Đấy có khởi hành ngang dốc nè, ghế là ghế phụ, là ghế phụ chỉnh cơ nha quý anh chị, bản tiêu chuẩn là ghế phụ chỉnh cơ. Đấy chưa có được trang bị cho mình là cửa sổ trời. Tổng thể nội thất nè, xe rất là đẹp luôn. Đấy rất là keng nha. Rồi mình cũng đi vào chi tiết phần nắp capo cho quý anh chị kiểm tra xem. Đấy rồi tổng thể vào mình cùng đi vào tìm hiểu chi tiết với động với nắp capo là khối động cơ 2.0 cho ra công suất 195 mã, đi rất là khỏe luôn. Đấy Tucson khỏi các bạn à, rất là êm ái, rất là tiết kiệm nha. Họ bán cái chỉ mới nói là nguyên xin nha, tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý chị luôn, xe không lâm đục tai nạn thì kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng và tách hãng toàn quốc, cam kết bằng giấy tờ văn bản nha chứ không phải nói miệng nha quý chị. Đấy xe thì có hơi bộ xíu thì bên em sẽ spa tút tát dọn rửa lại trước khi bàn giao đến tay quý chị nha. Đấy xe đẹp, xe mới, xe keng, đầu năm mới thì mới may mắn đến quý chị nha. Đấy
Rồi, tổng kết lại luôn, trước mắt của anh chị đây là một con Hyundai Tucson bản bản tiêu chuẩn đời 2021, đi được 2 vạn mốt, giá bên em đang chào bán là hơn 700. Thì chính xác là bao nhiêu thì cùng comment cho đổi với em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết nhất. Thì cái giá nào là hợp lý thì cứ trao đổi với em thoải mái nha. Thì mua cái con xe mà là bản tiêu chuẩn này nha quý vị, tiết kiệm hơn khoảng là cả trăm, hơn trăm, thì đỡ thêm nhiều các option khác. Thì hầu như là em thấy option đó thì ở Việt Nam thì hầu như không có sử dụng nhiều đấy. Mua bản tiêu chuẩn đi đủ dùng, vô tư thoải mái, form dáng đẹp, thiết kế đẹp, đi rất là êm ái, đi rất là khỏe đấy, thì nên cân nhắc alo trong đất sớm nha. Rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị nha. Thời điểm này mua xe thì giá cực kỳ mềm luôn, giá cực kỳ tốt, và đặc biệt là chuẩn bị hồ sơ thủ tục để sang tên nè, thì có xe sẵn đi test nè. Đấy, giờ vẫn còn kịp nha quý chị. Nhớ nhanh tay alo trong đất sớm nha. Đấy, bên em còn có nhiều dòng xe luôn, từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng, đầy đủ tất cả các mẫu mã, gần 50 đầu xe để phục vụ quý anh chị đi test nha. Cứ cần nhu cầu về quan tâm xe nào, hay là cứ yêu cầu xe nào, hay là quan tâm xe nào, cứ lâu trong đất thoải mái nha. Em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị 24/7 luôn. Đấy, tối đa phục vụ quý anh chị nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.